Ông Putin tuyên bố chấm dứt xung đột ở Ukraine sớm nhất có thể. Mỹ thất vọng vì bảo trừng không đủ làm tổn thương Nga. Máy bay, bay phản lực chiến đấu Fencer của Nga bị phòng không Ukraine phá hủy. Kyrgyzstan giao tranh ác liệt với Tajikistan, 24 người thiệt mạng. Hoàng Nguyên xin kính chào quý vị đang theo dõi một tin cập nhật ngày 17 tháng 9 của DKN TV. Và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, phát biểu trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO tại thành phố Samarkand, Uzbekistan vào ngày 16 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố Moscow sẽ làm mọi thứ có thể để chấm dứt xung đột với Ukraine sớm nhất có thể, đồng thời đã khẳng định rằng mục tiêu chiến dịch quân sự tại Ukraine không thay đổi. Ông Putin nhấn mạnh, tôi biết lập trường vào quan ngại của Ngài về cuộc xung đột ở Ukraine chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể để chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt. Mục tiêu chính là toàn bộ lãnh thổ Donbass. Mục tiêu này sẽ tiếp tục. Mặt khác, chủ nhân tại Điện Kremlin đã cáo buộc Ukraine khiến xung đột kéo dài. Đáng tiếc là đối phương, lãnh đạo Ukraine, từ chối quá trình đàm phán. Họ tuyên bố muốn đạt mục tiêu của họ bằng các biện pháp quân sự hay là như họ đã nói là chiến thắng trên chiến trường. Các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine bế tắc kể từ cuối tháng 3. Hai bên đã đưa ra các điều kiện riêng để nối lại đàm phán, trong khi đó phương Tây đã tiếp tục cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự cho Kyiv. Vào hồi tháng 7, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, Kyiv sẽ chỉ nối lại đàm phán khi Moscow bị đánh bại trên chiến trường. Ông Kuleba đã nhấn mạnh rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không loại trừ khả năng đàm phán, nhưng không có lý do gì để đàm phán vào lúc này máy bay phản lực chiến đấu Fenrir của Nga bị phòng không Ukraine phá hủy. Thưa quý vị, các lực lượng vũ trang Kyiv cho biết vào ngày 16 tháng 9, Ukraine đã phá hủy một máy bay Su-24, còn được gọi là máy bay phản lực Fenrir của Nga. Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã cho biết, trong ngày 16 tháng 9, lực lượng phòng không Ukraine đã tấn công bốn khu vực trọng điểm chứa trang thiết bị quân sự và một điểm yểm trợ của Nga. Tổn thất của Moscow đang được xác định cụ thể. Ngoài ra, các đơn vị phòng không của chúng tôi ở những hướng khác nhau đã tiêu diệt một máy bay Su-24, hai tên lửa có cánh. Trong những ngày vừa qua, lực lượng vũ trang của Ukraine liên tục phản công với hy vọng là giành lại quyền kiểm soát một số khu vực, chẳng hạn như là Kherson và Izyum. Bản cập nhật cũng đã lưu ý rằng, trong khi các lực lượng vũ trang của Nga đã bắn nhiều tên lửa và không kích vào các khu vực khác nhau của Ukraine, Moscow phải chịu tổn thất đáng kể về nhân sự và thiết bị quân sự mỗi ngày Điều này đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý của quân đội Nga. Các quan chức Ukraine gần đây cũng đã cáo buộc lực lượng quân sự của Nga phóng tên lửa về phía các nhà máy điện. Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, đã nói với hãng tin Interfax vào ngày 16 tháng 9 rằng Tôi tin rằng những cuộc tấn công của Nga vào các nhà máy nhiệt điện và thủy điện sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển giao các hệ thống này cho chúng tôi. Trong bối cảnh Ukraine đang phản công, thư ký báo chí ngồi giác Đại chuẩn tướng Park Wright đã cho biết vào ngày 16 tháng 9. Ukraine đang củng cố lợi ích của họ sau khi giành lại đáng kể khu vực lãnh thổ, trong khi Nga đang cố gắng củng cố tuyến phòng thủ của họ sau khi bị đẩy lùi. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng của Nga và Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine để đưa ra bình luận. Thưa quý vị, hơn nửa năm sau khi Nga đã khai chiến ở Ukraine, giới chức Moscow vẫn tuyên bố sẽ theo đuổi đến cùng các mục tiêu đặt ra ban đầu bất chấp áp lực từ phương Tây. Một quan chức của Nga trước đó đã từng dẫn một thông kê nói rằng phương Tây đã áp tổng cộng là 11.000 lệnh trừng phạt lên nước này. Các quan chức của Mỹ đã nói với truyền thông của nước này rằng họ cảm thấy không hài lòng vì các lệnh trừng phạt do Washington dẫn đầu không gây ra đủ tác động mạnh tới nền kinh tế của Nga như kỳ vọng. Mỹ đã dự đoán những tác động khắc nghiệt nhất có thể sẽ xảy ra với Nga, ít nhất là tới đầu năm sau. Mục tiêu ban đầu của phương Tây là các lệnh cấm vận sẽ nhanh chóng khiến cho nền kinh tế của Nga sụp đổ, ngăn họ cung cấp ngân sách cho chiến dịch quân sự trong dài hạn, hoặc là gây ra sự phản đối trong dư luận của Nga vì cuộc sống của người dân trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, nền kinh tế của Nga lại trụ khá vững vàng hơn rất nhiều so với ước tính ban đầu của giới chức Mỹ giá năng lượng tăng phi mã đã đẩy doanh thu của Nga tăng mạnh trong suốt nửa năm qua. Ví dụ như là trong một ngày đầu chiến sự, thì Nga đã thu về số tiền kỷ lục là 93 tỷ euro nhờ xuất khẩu gà và khí đốt than. Nền kinh tế của Nga vẫn sụp giảm 4% từ tháng 4 đến tháng 6 so với cùng kỳ năm trước bởi vì tác động của hàng nghìn lệnh trừng phạt. Nhưng con số này đã thấp hơn rất nhiều so với mốc 15% mà Mỹ đã dự đoán trước đó. Một quan chức cấp cao của Mỹ đã thừa nhận rằng Họ đã dự đoán rằng tới tháng 9 thì nền kinh tế của Nga sẽ sụp đổ vì các lệnh trừng phạt chưa từng có tiền lệ. Nhưng thực tế lại không diễn ra như vậy. Tuy nhiên, một quan chức khác đã cho rằng cấm vận là một chiến lược có tính dài hạn để làm suy yếu năng lực kinh tế và công nghiệp của Nga, nên tác động có thể chưa xảy ra ngay lập tức. Giám đốc CIA Bill Brown đã dự đoán Nga sẽ phải trả giá xuất đắt cho một thời gian dài. Theo giới quan sát cho biết, sự lệch pha giữa kỳ vọng ban đầu và thực tế là nằm ở chỗ nhiều quan chức của Mỹ và phương Tây đã đánh giá thấp kịch bản của Nga, thu lợi khổng lồ từ giá năng lượng tăng cao và chiến lược trung lập của Trung Quốc và Ấn Độ. Hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn tiếp tục mua dầu và khí đốt của Moscow. Một nguồn tin đã nói rằng, Ả Rập Xê Út giờ đây đã bắt đầu mua dầu thô của Nga với giá thấp để sử dụng trong các nhà máy điện, trong khi bán giá dầu của họ khai thác được cho các nước khác chuyên gia Jason Lazarkis đã nhận định rằng Mỹ đã đánh giá thấp điều đó và đã chậm chạp trong việc bắt đầu nghĩ đến việc triển khai các biện pháp trừng phạt chống lại các lợi ích năng lượng của Nga. Tôi nghĩ rằng Mỹ kỳ vọng những lệnh trừng phạt này sẽ làm tổn thương nền kinh tế Nga rất nhanh. Các biện pháp trừng phạt chắc chắn sẽ làm cho nền kinh tế của Nga sụp giảm quy mô, nhưng không đến mức mà Mỹ đã ước tính ban đầu và chắc chắn không đến mức buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán một thực tế không thể phủ nhận rằng châu Âu vẫn đang phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Điều đó đồng nghĩa với việc phương Tây chưa thể tung ra các biện pháp cấm vận mạnh mẽ nhằm vào các mặt hàng của nước này. Thực tế cho thấy Nga mới chỉ giảm nguồn cung thì thị trường đã ngay lập tức chào đảo và đẩy giá năng lượng tăng vọt. Kịch bản của Nga đã cắt hoàn toàn xuất khẩu dầu và khí đốt sang châu Âu, được dự đoán sẽ gây ra tác động tàn phá Giờ đây, thì giới chức của Mỹ và châu Âu dường như đã cho rằng năng lượng khó có thể trở thành cứu cánh cho nền kinh tế của Nga trong trung hạn và dài hạn. Họ đã ước tính Nga có thể phải đối mặt với tác động tồi tệ nhất của lệnh trừng phạt vào nửa năm sau, khi các lệnh trừng phạt đã ngăn Moscow tiếp cận với công nghệ mới. Kyrgyzstan giao tranh ác liệt với Tajikistan, 24 người thiệt mạng. Thưa quý vị, Kyrgyzstan cho biết, nước này đã có những trận chiến ác liệt với nước láng giềng Trung Á Tajikistan vào ngày 16 tháng 9, đã khiến cho 24 người thiệt mạng. Đây là đợt bùng phát bạo lực mới nhất giữa hai nước. Theo hãng tin Reuters cho biết, cả hai quốc gia nhỏ bé, nghèo khó, không giáp biển đã đổ lỗi cho nhau về việc tái khởi động các cuộc giao tranh ở một khu vực tranh chấp, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn. Trong một tuyên bố mới đưa ra, cơ quan biên phòng Kyrgyzstan cho biết, các lực lượng nước này đã tiếp tục đẩy lùi những đợt tấn công của Tajikistan. Từ phía Tajikistan, các cuộc pháo kích vào các vị trí của Kyrgyzstan vẫn tiếp diễn, tại một số khu vực giao tranh ác liệt đang diễn ra. Bộ Y tế Kyrgyzstan sau đó đã cho biết có 24 công dân của nước này thiệt mạng và 87 người khác đã bị thương. Hiện chưa rõ trong số nạn nhân có bao nhiêu người là binh sĩ. Theo hãng tin Archie, dẫn lời của ông Khamchibet Tashiev, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia Kyrgyzstan đã nói, thương vong của quân đội là rất cao. Tình hình đang rất khó khăn và đối với những gì xảy ra vào ngày mai, không có ai có thể đưa ra bất kỳ bảo đảm nào. Trước đó cùng ngày, tại một hội nghị thượng đỉnh khu vực diễn ra tại Uzbekistan, Tổng thống Kyrgyzstan Sadir Zabarov và người đồng cấp tại Sistan, Emomali Zagmon đã đồng ý ra lệnh ngừng bắn và sưu quân. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa gửi xin ý kiến các bộ ngành và địa phương về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 04 năm 2019 về tiêu chuẩn định mức sử dụng xe công. Theo dự thảo nghị định, 4 nhóm chức danh được sử dụng xe công vẫn giữ như hiện nay. Song nội dung đáng chú ý là mức giá mua xe công phục vụ cho một số chức danh sẽ được nâng lên tối đa là 530 triệu đồng một xe so với quy định hiện hành. Nhóm 1, nhóm này bao gồm các chức danh tổng bí thư, chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội được sử dụng thường xuyên ô tô công, kể cả khi nghỉ công tác, không quy định mức giá. Nhóm 2, chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô công trong thời gian công tác, không quy định mức giá gồm Thường trực ban bí thư, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên ban bí thư, Chủ tịch ủy ban Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ và Phó Chủ tịch Quốc hội. Nhóm 3, Chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô công trong thời gian công tác được chia làm 3 bậc với 3 mức giá mua xe là 1,5, 1,55 và 1,6 tỷ đồng một xe. Thay cho quy định hiện hành chỉ có chung một mức là 1,1 tỷ đồng một xe. Cụ thể trong nhóm 3, các chức danh được sử dụng xe với mức giá mua tối đa là 1,6 tỷ đồng một xe, bao gồm ủy viên trung ương đảng chính thức, trưởng ban, cơ quan đảng ở trung ương, giám đốc học viên chính trị quốc gia, tổng biên tập báo nhân dân, tổng biên tập tạp chí cộng sản, ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội. Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước, tổng kiểm toán nhà nước, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, phó bí thư thành ủy Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được sử dụng ô tô với giá mua tối đa là 1,55 tỷ đồng một xe. Chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô trong thời gian công tác với mức giá mua tối đa là 1,5 tỷ đồng một chiếc, bao gồm Chủ tịch Viện Hàng lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Chủ tịch Viện Hàng Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Thông Tấn xã Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khi đó, nhóm 4, chức danh được sử dụng ô tô, đưa đón từ nơi đến cơ quan và đi công tác được chia làm 6 bậc với số mức giá mua tối đa từ 1,2 tỷ đồng đến 1,450 tỷ đồng một chiếc, thay cho một mức như là hiện nay 920 triệu đồng một chiếc. Cụ thể, Phó trưởng ban cơ quan đảng ở Trung ương, Phó chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội được sử dụng xe có mức giá mua tối đa là 1,450 tỷ đồng một chiếc. Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương được sử dụng xe có mức giá mua là 1,4 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được sử dụng xe có giá tối đa là 1,250 triệu đồng một chiếc. Trường hợp các chiếc danh nhóm 4 tự nguyện nhận khoán kinh phí sử dụng ô tô thì sẽ khoán theo km. Thực tế đối với đoạn đường từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại. Đơn giá khoán phù hợp với giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện vận tải tương đương trên thị trường. Lý giải về đề xuất nâng giá mua ô tô công, Bộ Tài chính đã cho biết, mức giá hiện hành được duy trì từ năm 2010 đến nay. Theo phản ánh của các bộ và địa phương, giá mua ô tô theo quy định hiện nay là rất thấp so với giá thị trường do vậy để bảo đảm an toàn cho xe và người sử dụng thì việc tăng giá mua xe là cần thiết. Thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã đồng hành, ủng hộ cho chương trình. Chúc quý vị sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.